Theo như gợi ý của mọi người, hôm nay mình sẽ dùng bã cà rốt để làm món ram cuộn này nha. Thường thì mọi người sẽ nghĩ sau khi ép thì phần bã không còn chất dinh dưỡng nữa. Nhưng mà không có gì là hoàn hảo cả, không có dòng máy ép nào có thể ép kịp được 100% dinh dưỡng trong trái cây đâu nha. Phần bã này chứa nhiều chất xơ và cũng còn nhiều chất dinh dưỡng lắm. Vứt đi thì thật là phí à. Sáng nay mình có ép cà rốt. Nước ép cà rốt thì có tác dụng cải thiện thị lực, tốt cho tim mạch, ổn định huyết áp. Một tuần mọi người nên uống từ 2 đến 3 ly nước ép cà rốt nha. Ép xong rồi, bây giờ mình sẽ lấy bã này đi làm món ram cuộn rau Nguyễn nha. Mỗi lần ép xong là có mớ bã cà rốt như này. Tận dụng để cuốn ram cũng rất hay, cũng đỡ mất thời gian phải băm nhỏ cà rốt nữa. Nếu mà đã ngán với ram cuộn bình thường rồi thì hãy thử làm qua món này xem hương vị như nào nhé. Món này làm cũng dễ, mình dùng thịt xay, trộn một ít bã cà rốt, thêm ít hành lá cắt nhỏ, trứng gà, thêm gia vị vừa ăn rồi trộn đều với nhau. Rong biển mình cắt miếng nhỏ rồi cho phần nhân vào cuộn bình thường thôi ạ. Quét tí thịt xay dính rong biển để nó không bị bung ra. Xong rồi thì mình cho lên bếp chiên hay áp chảo gì đó cũng được nha. Dừa thì tranh thủ ra vườn hái thêm vài lá xà lách ăn kèm nữa. Ôi ngon lụy luôn cả nhà ơi, làm thì đơn giản mà ăn lại ngon, lạ miệng nữa. Nhà bạn nào mà hay uống nước ép thì có thể sử dụng cái bã giống như mình nha. Ngon lắm, mọi người thử nghe nha.